Còn trước khi thì báo giá cho các bác, hôm nay mùng 5 âm lịch, đại hạ giá cho các bác ân tình. Bác nào đang trong công việc, đang cần thì ở đây em lên cho các bác em Mitsubishi D2650 đó nha. Em này như hàng bãi, máy nổ thầm thì 4 máy cực đẹp, 4 máy cực đẹp, có lưới bao che rất đẹp trai, phong độ. Một cặp vỏ cực kỳ đẹp luôn các bác nha. Hầu như vỏ còn 95%. Một bộ combo đầu và mọt. Số zin cầu 3,5 tấn, bánh chiếc. Chiều ngang của mọt là 1m9, chiều dài là 2,5m. 2,7m, chiều dài 2,7m. Nếu các bác nào đang cần thì chúng ta cứ về là đưa lên, không thì mua tại chỗ này, Lê Tuấn sẽ nói với thợ sẽ hàn lên cho chúng ta theo yêu cầu của các bác. Để đi vào chi tiết em báo giá luôn với các bác là em này hoàn tất là cũng 55 triệu các bác nha, 55 triệu. Đấy, bữa trước là 60 triệu, bây giờ hôm nay 55 triệu. Đấy, tất cả mọi che chủ che mặt cũng như mà công chúa của anh á, họ có pháp là phải che mặt lại, thì đây cũng vậy, như một người đẹp che mặt rất đẹp các bác nha. Đấy, D2650, 4 máy mạnh cực kỳ, Mitsubishi, tức là công nương và công chúa của nước Anh các bác nha. Đấy, hoặc là công chúa của Thái Lan là che mặt lại như vậy cho đẹp. Tất cả từ gỗ nóc đặc biệt các bác nha. Đấy, cũng cho mỡ vào rất là đẹp, tuyệt vời. Đấy, từ đầu đến đít chấm hết, bởi vì người đẹp mà. Đấy, các bác không cần phải lo từ máy móc cho đến này, xin hết luôn, chưa hề có một chia ly. Đấy, dài gối gối cho bác ngồi này, sướng chưa? Đấy, đẹp chưa? Êm ái cái đít của các bác, sướng rồi. Riêng dàn trên từ ấy dàn lông cực đẹp, cực phẩm hôm nay. Rồi đèn các bác nhìn thấy chưa? Đấy, hiện đại, hóa văn họa bây giờ. Vỏ còn 95%, rất đẹp. Gương chiếu hậu cô mùi. Rồi để đi vào đằng sau thì các bác nhìn thấy rồi. Đấy, tất cả mọi cái chi tiết, tất cả đấy, đang nguyên xi. Đấy, để thay cho các bác cái này, các bác yên tâm. Cái này không đáng bao nhiêu tiền hết, em lấy. Rồi, đây. Đấy, và có TV đầy đủ nha. Bao cho bác từ con chuột cho đến số zin này, số to luôn cho các bác, để các bác chờ rất mạnh. Rồi mọt kỳ rộng 1m9, dài 2m7 đến 2m8, gần 3m các bác nha. Đấy, 2m, gần 2m. Bánh chiếc đẹp cực kỳ, mới long lanh như đất, như mặt nước Hồ Gươm xanh vời vợi, như nước sông Hồng lắng động phù ra. Đấy, các bác nha. Đấy, vòi vỏ 3 tấn, 2 TBN, cực đẹp. Vỏ báo cáo các bác, vỏ 8/0020. Rồi, cực hợp hôm nay. Đấy, tiết trời hôm nay rất mát mẻ, thanh cao gió mát. Rồi, bắt đầu tiếp tục đằng sau để cho các bác chiêm ngưỡng sản xuất tất cả của em nó đùi đẹp. Ok các bác nhá. Và đây là siêu phẩm của em, nó đẹp cái nào, đẹp quá này. Đẹp chưa? Các bác mà dùng cái này mà chở bất cứ một cái gì cũng được hết trong cuộc hành trình. Đấy, nó đã giúp các bác rất nhiều. Và độ cao các bác về hẳn lên cao chưa, 1m nữa cũng được luôn. Đấy, hoặc các bác mua ngay tại đây thì em sẽ cho thợ làm luôn cho các bác. Đấy, rất dễ dãi cho các bác. Và báo giá cho các bác cũng là em này có 55 triệu các bác nhá. Một bộ combo Mitsubishi, gọi là công chúa Lina, có lưới che mặt. Đấy, bất cứ xe nào mà có lưới che mặt em gọi là công chúa. Còn nói về MBZ và Belarus thì gọi là siêu phẩm các bác nhá, gọi là siêu phẩm. Bởi vì các bác tài của chúng ta phải nâng tầng. Em mà review thì tất cả các bác tài Việt Nam mình, tức là tất cả các bác gọi là vạn dặm đường xa, là các bác tài ngày xưa là được coi như là các trên toàn nước chúng ta rất quý mến bác tài Việt Nam, đúng không? Coi như bác tài, và đã bác tài nào lái máy cày chia đều là bác tài hết các bác nhá. Cho nên em nâng tầng quan điểm, cái xe của bác dù nó xấu cũng là tiền, là siêu phẩm để cho nó có giá trị. Hiện bây giờ trên toàn tất cả các kênh máy cày theo Lê Tuấn hết đó, siêu phẩm. Đấy, rồi là em đã về nhà chồng, hoặc là em đã có chồng, hoặc là hôm nay em đã về làm dâu, đó là rất nhiều đẹp. Đấy, và nâng quan điểm tất cả xe của chúng ta lên một vị trí đứng đầu trên thế giới, không phải riêng Việt Nam mà phải nói thế giới. Đấy, các bác tài của chúng ta, máy cày Việt Nam mình gắn liền bao nhiêu đời thì tất cả các bác tài lúc này cũng phải nâng cấp lên là bác tài, chứ không phải là chúng ta, mà không phải là chúng mình, mà không phải các người hoặc là cả nhà,
mà chúng ta phải nâng cấp bắt tay cởi được cái xe máy cày là siêu phẩm. Đấy, cũng như là các bác vô buồng lái của một chiếc máy bay phi cơ Su-30 của Liên Xô, đúng không ạ? Đấy, hoặc là cứ vô là như kiểu vào một cung điện, đấy, chúng ta ngồi đến ngai vàng, đúng không ạ? Là siêu phẩm của chúng ta. Rồi, em đã báo giá xong và cũng đã tâm sự các bác vui một tí, rồi nha. Đấy, rất mong các bác mạnh khỏe trong cuộc đời và cho em một like, cũng như tiếp tục để cho em có thăng cấp cho em và quyết định con đường em đi tìm cái cũ người ta về làm cái mới cho mình. Và bác nào đang có hàng cũ mà muốn bán, alo cho em 0394 326 198. Và bác nào có hàng muốn mua thì các bác cũng alo cho em 0394 326 198, em dẫn các bác đến. Và ở đây rất nhiều siêu phẩm người đẹp đang đứng đây chờ các bác đến, đúng không ạ? Chờ những chàng trai đẹp trai có tiền như đại gia Dubai đến để chờ em về, đúng không ạ? Để làm ăn trong cuộc sống chúng ta rất cần những em này. Và em Mitsubishi này là công nương đang chờ hoàng tử có tiền đến để rước về làm dâu. Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn lại các bác video sau.